Chào quý vị và các bạn. Mời quý vị xem tin tức đông tay 24 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Hậu Giang. Hôm nay thứ tư, ngày 10 tháng 5 năm 2017, chương trình có một số tin nóng hổi ở đầu chương trình. Trước tình hình sạt lở xảy ra ngày càng nghiêm trọng, Thủ tướng chỉ đạo kiểm tra sạt lở tại đồng bằng sông Cửu Long. Đường đang tồn kho hơn 700.000 tấn, mức kỷ lục vì cao nhất từ trước đến nay trong lịch sử ngành mía đường Việt Nam. Ninh Bình, xôn xao video clip quay cảnh giám đốc bệnh viện đa khoa huyện đánh bài ăn tiền tại phòng làm việc. Phim Cha cổng con của đạo diễn Lương Đình Dũng giành được một loạt giải thưởng quan trọng ở các liên hoan phim quốc tế tại Mỹ và Italia. Tai nạn giao thông, vấn đề nhức nhối của xã hội được phân tích dưới góc nhìn của phóng viên tin tức đồng tay 24 giờ. Cách đây hơn 2 tháng, một nữ nhân viên điện lực Đà Nẵng đã khiến cho nhiều người cảm phục vì hành động trả lại 1 tỷ đồng cho người đánh rơi tiền trong cơn mưa lớn. Mới đây, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự kiến quyết định tặng bằng khen cho nữ nhân viên này vì đã có nghĩa cử cao đẹp. Chị là Trần Thị Anh, nhân viên điện lực Sơn Trà thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên điện lực Đà Nẵng. Thưa quý vị và các bạn, vào tối ngày 24 tháng 2, chị Trần Thị Anh đi làm về gặp trời mưa, xe máy của chị đã chặn qua một bọc ni lông. Dừng xe bên đường và kiểm tra, chị phát hiện có rất nhiều tiền ở trong bọc. Chị đã đứng chờ người đánh rơi quay lại và khoảng 5 phút sau, bà Nguyễn Thị Thanh Thu trú tại Hà Nội quay lại tìm bọc tiền của mình làm rớt. Sau khi xác minh thông tin, chị Anh đã trao trả tài sản về tay chủ nhân và từ chối tiền mà người đánh rơi gửi để cảm ơn. Tiếp tục chương trình là những tin nóng chúng tôi vừa nhận được. Khoảng 3 giờ chiều ngày hôm qua, 4 ngôi nhà ven kênh mới Cỏ Lao ở xã Phú Hữu, huyện An Phú, tỉnh An Giang bất ngờ đổ sụp xuống sông khiến cho nhiều người dân hết sức bàng hoàng. Một người dân cho biết ông phát hiện vết nứt trước cửa nhà và lên báo công an. Khi ông cùng với người thân vừa chuyển đồ ra khỏi nhà được nửa tiếng thì toàn bộ căn nhà đã bị hà bá kéo đổ sụp. Vào sáng qua ngày 9 tháng 5, hàng chục cán bộ chiến sĩ công an của xã Phú Hữu đã có mặt tại khu vực sạt lở để giúp bà con tháo dỡ nhà và di dời tài sản khỏi khu vực nguy hiểm. Hiện đoạn sạt lở đã kéo dài trên 80 mét, ăn sâu vào đường nông thôn 8 đến 10 mét, gây nguy hiểm toàn bộ khu vực. Dù sạt lở đã làm 6 hộ bị thiệt hại nặng, trong đó có 4 hộ thiệt hại hoàn toàn, 2 hộ thiệt hại trên 60%. Chính quyền địa phương cho biết đã vận động các hộ còn lại di dời đến nơi an toàn, tránh xảy ra hậu quả đáng tiếc. Đồng thời vận động ai có nhà người thân thì vào ở chung. Riêng những hộ khó khăn, địa phương bố trí ở tạm khu dân cư. Trong sáng nay, địa phương đã trao mỗi nhân khẩu trong vụ sạt lở 10 kg gạo và 1 triệu đồng một hộ từ tiền ngân sách. Hiện An Giang có hơn 50 đoạn sông cảnh báo có nguy cơ sạt lở với tổng chiều dài 162 km, chiếm 40% trên tổng số 400 km đường bờ sông của tỉnh. Trong khi đó, tại các địa phương khác ở miền Tây, sạt lở cũng đang ngốn dần đất đai khiến cho người dân bất an. Theo thống kê, khu vực đồng bằng sông Cửu Long có 265 điểm sạt lở với tổng chiều dài lên đến 450 km. Trước diễn biến nghiêm trọng này, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp nhiều bộ ngành liên quan trực tiếp đến khảo sát các khu vực sạt lở, đưa ra giải pháp kỹ thuật xử lý sạt lở, đảm bảo tính mạng và tài sản cho người dân. Thực hiện chỉ đạo này, đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ đến kiểm tra thực tế tại Bạc Liêu, Cà Mau, An Giang và Đồng Tháp. Thời gian kiểm tra là từ ngày 9 cho đến ngày 12 tháng 5. Chiều ngày hôm qua, đoàn đã khảo sát tình hình sạt lở bờ sông, kè bờ đê biển tại địa bàn của tỉnh Bạc Liêu. Báo cáo đoàn công tác, tỉnh Bạc Liêu cho biết tình trạng sạt lở bờ kè đê biển đang diễn biến rất phức tạp. Đặc biệt, từ đầu năm đến nay, tại tuyến kè đê biển Gành Hào, thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải và kè Nhà Mát, phường Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu liên tục bị sạt lở, dỡ đê nghiêm trọng, đe dọa đến cuộc sống, tính mạng của hàng ngàn hộ dân nơi đây. Tỉnh đã mời các nhà khoa học, các viện nghiên cứu, trường đại học đến tìm hiểu nhằm tìm ra giải pháp trước mắt cũng như về lâu dài để xử lý vấn đề này. Để sớm có điều kiện khắc phục sạt lở trước mắt,
cũng như đầu tư xây dựng mới mang tính lâu dài. Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã đề xuất với đoàn công tác và các bộ ngành có liên quan hỗ trợ kinh phí cho Bạc Liêu với mức hỗ trợ là 340 tỷ đồng. Nếu sạt lở đang là nỗi lo lớn ở miền Tây, thì tại nhiều tỉnh phía Bắc và miền Trung, mưa đá lốc xoáy lại xảy ra với tần suất dày hơn trước và bất ngờ, khiến người dân không kịp trở tay và chịu thiệt hại nặng nề. Tổng hợp của chúng tôi từ thông tin của đồng nghiệp các báo. Tại Nghệ An, cơn lốc kèm theo mưa kéo dài hơn 1 tiếng đồng hồ vào cuối giờ chiều ngày 8 tháng 5 đã khiến hơn 70 ngôi nhà bị tốc mái, hơn 15 hecta cao su, nhiều hecta mía, keo, lúa bị gãy đổ. Một người bị thương do sét đánh trúng, một số cây cột điện bị gãy. Tại thị xã Thái Hòa, lốc xoáy cũng giật gãy nhiều cây cao su tại nông trường Tây Hiếu 2, thiệt hại ước tính cả tỷ đồng. Vụ việc đau lòng vừa xảy ra vào khoảng 1 giờ chiều qua tại xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Trên Vietnamnet, chủ tịch xã Hưng Trạch cho biết trong mưa dông và sấm chớp lớn, ba người đang đào quyệt chôn một người trong dòng họ vừa mất thì bị sét đánh trúng. Hậu quả, cả ba nạn nhân đã tử vong tại chỗ. Theo Hiệp hội Mía đường Việt Nam, đến cuối tháng 4 vừa qua, lượng đường tồn kho tại các nhà máy và các công ty thương mại đang ở khoảng là 717.000 tấn. Đây là mức tồn kho kỷ lục vì là mức tồn kho cao nhất từ trước đến nay trong lịch sử của ngành mía đường Việt Nam. Đường trong nước ế phải nằm kho, trong khi đường lậu đang xâm nhập ngày càng mạnh vào thị trường nội địa, là một nghịch lý khiến cho người trồng mía vốn đã khó khăn nay lại càng phải đối mặt với nguy cơ. Đó là việc các nhà máy giảm tiến độ mua mía khi vào vụ, đường tiêu thụ chậm dẫn đến giá mua mía cây giảm. Đông Nam Bộ là khu vực đang có lượng đường tồn kho lớn nhất với hơn 235.000 tấn. Riêng các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đang tồn hơn 61.000 tấn. Tình hình tiêu thụ đường hiện đang rất chậm. Đường tồn tăng mạnh do nhu cầu giảm nhiều sau Tết, gần như không xuất khẩu được sang Trung Quốc bởi không cạnh tranh được với sản phẩm cùng loại của Thái Lan. Đường lậu và đường gian lận thương mại hoạt động mạnh trong thời gian qua cũng là một trong những nguyên nhân gây tồn động sản lượng đường lớn như hiện nay. Giá đường lậu hiện đang thấp hơn khá nhiều so với giá đường trong nước, từ 600 đến 1.400 đồng một ký. Chính vì vậy, đường lậu đang thâm nhập mạnh qua biên giới Tây Nam và biên giới với Lào. Đường lậu thường được hợp thức hóa bằng cách đóng bao mang nhãn hiệu của một số công ty ở đồng bằng sông Cửu Long và miền Trung. Thậm chí có nơi đường lậu vẫn để nguyên bao bì Thái Lan mà vẫn được vận chuyển, cung cấp trên thị trường. Thưa quý vị và các bạn, theo đại diện Ngân hàng Nhà nước, do giá bán heo giảm thấp, người dân và doanh nghiệp không tiêu thụ được, chậm trả nợ, khiến nợ xấu đã xuất hiện và tăng lên 352 tỷ đồng, chiếm 1,2% dư nợ cho vay của ngành chăn nuôi. Hiện dư nợ toàn ngành chăn nuôi heo là gần 30.000 tỷ đồng, với hơn 506.000 khách hàng đang còn dây nợ ngân hàng. Trong đó, dư nợ của cá nhân, hộ gia đình chiếm tới gần 90%. Trước vấn đề này, Ngân hàng Nhà nước đã cử các đoàn đi khảo sát, tập trung ở một số tỉnh có số chăn nuôi lớn như Đồng Nai. Cho đến nay, đã xử lý cho những hộ gia đình và doanh nghiệp giãn nợ là hơn 360 tỷ đồng, đồng thời chỉ đạo các ngân hàng thương mại tạm hoãn, giãn thời hạn trả nợ đối với các hộ nuôi và kinh doanh đang gặp khó khăn. Theo thông tin từ Cục Chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, hiện giá heo hơi đã tăng trung bình 5.000 đến 7.000 đồng một ký, giá bán thịt giảm từ 10 đến 30%. Nhờ những giải pháp cụ thể hỗ trợ người chăn nuôi, giá thức ăn chăn nuôi cũng đã giảm bình quân 200 đồng một ký, lãi suất tín dụng giảm và ngân hàng tiếp tục cho vay mới. Chuyển sang một thông tin khác. Thưa quý vị và các bạn, tỉnh Trà Vinh nổi tiếng với hàng ngàn cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi rợp bóng trên các con đường. Trong đó nổi tiếng nhất có lẽ là cây dầu cổ thụ siêu độc xòe tán rộng như là cây dù, vì thế mà người dân địa phương gọi đây là cây dầu dù. Theo người dân thì cây dầu này sống qua nhiều thế kỷ, gắn liền với sự hình thành phát triển của vùng đất Trà Vinh nói riêng và cả miền Tây nói chung. Với người dân nơi đây, cây dầu dù không chỉ quý giá mà còn rất linh thiêng, nên bà con đã xây miếu thờ để ngày ngày nhang khói, cầu mong nhiều điều tốt lành. Hiện chủ khu đất có cây dầu dù cổ thụ cũng không canh tác xung quanh mà để cho cây phát triển tự nhiên, rễ ăn lan ra bãi đất xung quanh. Cây dầu dù cổ thụ ở đường Sơn Thông thuộc phường 7 thành phố Trà Vinh, dễ tán tỏa bóng mát hàng trăm mét vuông, được cho rằng đã hơn 800 tuổi. Sở dĩ người dân địa phương gọi là cây dầu dù vì tán xòe rộng giống như là cây dù khổng lồ, chứ thật ra đây là giống cây dầu rái. Như quý vị thấy, cây dầu dù này không chỉ có hình dáng kỳ lạ, mà ngay thớ gỗ cũng xoắn lại như sợi dây, khác nhiều so với gỗ những loại cây khác.
Được biết, mấy chục năm qua, người dân luôn ra sức bảo vệ cây dầu dù này và xem như báu vật của địa phương. Hàng ngày, nhiều người đến ngồi dưới gốc cây hóng mát, thắp nhang ở ngôi miếu kế bên và xung quanh rễ cây, chứ không ai phá hoại cây cổ thụ siêu độc lạ này. Còn sau đây là một tin vui cho điện ảnh Việt Nam. Sau vụ trả lại bằng khen cho ban tổ chức giải Cánh Diều năm 2017, giải thưởng điện ảnh lớn nhất nước, có lẽ đạo diễn Lương Đình Dũng đã tìm lại niềm vui khi phim Cha Cổng Con của anh vừa giành được một loạt giải thưởng như là phim truyện nước ngoài xuất sắc, quay phim ấn tượng và phim có cốt truyện hay nhất tại các liên quan phim quốc tế ở Mỹ và Italy. Cha Cổng Con là dự án được đạo diễn Lương Đình Dũng thay nghén suốt 10 năm. Phim có kinh phí gần 18 tỷ đồng đã ra rạp tại Việt Nam từ ngày 5 tháng 4 và nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả. Điều đặc biệt nhất là dàn diễn viên trong phim vốn là trẻ mồ côi, bệnh nhân ung thư trong đời thật. Cha Cổng Con là câu chuyện giản dị kể về câu chuyện của cậu bé Tinh Cá, mơ ước được chạm tay vào những đám mây bay trên bầu trời và đi đến một vùng đất màu nhiệm mà cá thường hay tưởng tượng qua những câu chuyện kể của người lớn. Nhưng rồi cá bị bệnh và cha của em, người đàn ông cả đời chỉ quanh quẩn ở bên sông đánh cá, đã cổng con đi mãi để cậu bé được nhìn thấy cuộc đời trước khi ra đi. Hồi đấy, 27 tuổi, đẹp trai lắm. Tôi bước ra đi. Phú Thọ nghi án người nhà bệnh nhân dùng súng tự chế bắn nhân viên bệnh viện. Hiệp hội Du lịch Việt Nam kiến nghị cho phép các khu vui chơi giải trí được mở cửa tối thiểu đến 2 giờ sáng thay vì 12 giờ đêm như hiện nay. Quý vị đang xem tin tức Đông Tây 24 giờ. Thưa quý vị, nỗ lực không ngừng để phục vụ tốt hơn nhu cầu thông tin của khán giả. Bắt đầu từ ngày hôm nay, chúng tôi sẽ cho ra mắt các tiết mục mới hàng ngày vì người tiêu dùng và cảnh báo giao thông. Các bản tin này có nhiều nội dung, chắc chắn quý vị không thể bỏ qua. Mời quý vị đón xem trong ít phút nữa. Đặc biệt, cũng bắt đầu từ ngày hôm nay, 10 tháng 5, lúc 11 giờ hàng ngày, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hậu Giang sẽ cho ra mắt một chương trình mới, Chuyển động Đông Tây 24 giờ. Ngoài những thông tin nóng hổi được dư luận quan tâm, chương trình còn mang đến cho quý vị những nội dung đặc biệt, nhiều tiết mục mới lần đầu tiên lên sóng như chuyện đời, chuyện người, niềm hy vọng với những cơ hội sống, cơ hội trị khỏi bệnh cho những người bệnh mắc các chứng nan y như ung thư, tiểu đường, vân vân. Rất mong được quý vị và các bạn đón xem chương trình vào lúc 11 giờ trưa nay. Còn bây giờ tiếp tục tin tức Đông Tây 24 giờ sáng nay là theo thống kê mới nhất của Cục Y tế Dự phòng, mức độ tiêu thụ rượu bia của người Việt Nam trong 10 năm trở lại đây đã tăng gấp 2 lần. Trong đó cứ 4 người thì có 1 người sử dụng rượu bia ở mức có hại. Việc phòng chống tác hại của rượu bia không còn là chuyện có thể dừng ở mức giáo dục ý thức mà cần được thể chế thành luật. Dự thảo luật phòng chống tác hại rượu bia dự định ban hành vào năm nay với nhiều quy định về các biện pháp nhằm giảm nhu cầu sử dụng rượu bia. Nhưng tại buổi tọa đàm về đề xuất xây dựng dự án luật phòng chống tác hại của rượu bia được tổ chức vào ngày hôm qua tại Hà Nội, nhiều ý kiến băn khoăn đã được đưa ra xung quanh vấn đề này. Có ý kiến cho rằng mục đích phải là phòng chống sự lạm dụng rượu bia nên tên là phòng chống tác hại của rượu bia sẽ dẫn đến không rõ mục đích của việc xây dựng luật này. Ngoài ra, hiện các đề xuất trong bản dự thảo luật mới nhất không tập trung vào các yếu tố dẫn đến việc lạm dụng đồ uống có cồn mà chỉ tập trung vào các chính sách nhằm hạn chế nguồn cung và hạn chế nhu cầu sử dụng rượu bia. Như vậy, luật sẽ không có tác dụng điều chỉnh, tăng cường hành vi uống có trách nhiệm mà vô hình chung đã làm gia tăng tình trạng buôn lậu, hàng giả, hàng nhái. Liên quan đến các vụ tai nạn thảm khốc và vụ tai nạn khiến cho 13 người chết cùng với 32 người bị thương vào ngày 7 tháng 5 vừa qua, Công an tỉnh Gia Lai vừa cho biết cơ quan điều tra đã quyết định khởi tố vụ án vi phạm các quy định về điều khiển giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng trên địa bàn của huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai. Và thông tin chi tiết diễn biến này cũng như là những thông tin nóng giao thông sẽ có trong bản tin cảnh báo giao thông trong ít phút nữa. Mời quý vị tiếp tục theo dõi. Bây giờ là một số tin nhắn đáng chú ý mà chúng tôi vừa tổng hợp. Chiều hôm qua 9 tháng 5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Trà Vinh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và quyết định bắt tạm giam 4 tháng đối với Lê Lâm Hưng, 29 tuổi, kỹ sư điện, quê Hưng Yên. Nghi can đã cướp tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh thị xã Duyên Hải ngày 26 tháng 4. Ngày 6 tháng 5, từ những chứng cứ, tài liệu thu thập được,
lực lượng của Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an và Công an tỉnh Trà Vinh đã bắt khẩn cấp đối tượng này tại nơi làm việc. Mới đây, một trang Facebook có tên Yêu Đà Nẵng chia sẻ một đoạn video clip trong đó xuất hiện một số người đang chạy theo một chiếc ô tô màu trắng để chặn xe lại nhưng bất thành. Sau khi chiếc xe tăng tốc bỏ chạy, hai người phụ nữ đã hô to cướp xe. Tuy nhiên, Công an Đà Nẵng vừa khẳng định đây chỉ là thông tin thất thiệt được một trang Facebook cá nhân đăng tải nhằm câu like, rồi sau đó có một số trang đã không xác minh được vụ việc, đăng tải lại chứ không hề có vụ cướp xe nào trên địa bàn. Chiều ngày 9 tháng 5, nguồn tin của VTC News từ Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương, Phú Thọ cho biết tối 7 tháng 5, một nhóm côn đồ đã gây náo loạn bệnh viện khi lăng mạ, thậm chí còn dùng súng bắn nhân viên của bệnh viện. Vụ việc được cho là khi được ra ngoài để bác sĩ cấp cứu cho bệnh nhân, nhưng một người trong nhóm thanh niên tỏ thái độ không hợp tác, còn giăng tục chửi bới nhân viên y tế và an ninh trong phòng cấp cứu. Vụ việc đang được điều tra làm rõ. Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh một nhóm người đang đánh bài ăn tiền trong một căn phòng. Đáng chú ý, trong đó có một người đàn ông mặc áo blue trắng và đeo bản tên được cho là giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình. Clip có cảnh người này thu tiền từ những người chơi khác sau một ván bài. Và người đăng tải clip cho biết những hình ảnh được ghi lại tại phòng làm việc của bác sĩ này. Ngay sau khi đăng tải, clip đã được lan truyền nhanh chóng và khiến cho cộng đồng mạng dậy sóng. Đa số các ý kiến cho rằng hành vi đánh bài ăn tiền là phạm luật, nhưng việc mặc áo blue trắng và đánh bạc trong phòng làm việc còn ảnh hưởng xấu đến uy tín của ngành y tế. Vụ việc đang được Sở Y tế tỉnh Ninh Bình xác minh làm rõ. Một sự cố hy hữu vừa xảy ra khi kỳ thi học kỳ 2 của học sinh khối 11 tại 43 trường trung học phổ thông ở tỉnh Đồng Tháp phải bị dừng vì đề thi chính thức đã bị lộ và lan truyền trên mạng. Nguồn tin từ báo VN Express sáng ngày hôm qua 9 tháng 5, ông Trần Thanh Liêm, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp cho biết vừa chỉ đạo dừng thi học kỳ 2 khối 11 khi phát hiện đề chính thức môn sử toán bị phát tán trên mạng. Ông Liêm cũng cho biết học sinh sẽ thi đề dự bị thay thế vào ngày 12 tháng 5 tới, riêng các môn còn lại vẫn thi bình thường. Ông thông tin Sở đang phối hợp với Công an xác minh đơn vị cá nhân nào đã phát tán đề thi này. Theo Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp, từ trước đến nay, việc ra đề thi đều do Sở Giáo dục chủ trì, được thực hiện theo một quy trình nghiêm ngặt và chưa từng có sự cố xảy ra. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay, tại nhiều địa phương trên cả nước đang xảy ra tình trạng cán bộ không chuyên trách cấp xã, phường, thị trấn, nghỉ việc vì việc nhiều, tiền ít, thu nhập không đủ sống. Tại Đà Nẵng, đội ngũ cán bộ không chuyên trách ở xã, phường cũng có mức lương chỉ từ vài trăm ngàn đồng cho đến trên 1 triệu đồng. Do không đảm bảo được cuộc sống, nhiều cán bộ không yên tâm công tác, thậm chí xin nghỉ việc để lo làm ăn cho gia đình. Mới đây, thành phố này đã có chủ trương thể hiện nỗ lực khắc phục hạn chế này, đảm bảo đời sống, tạo tâm lý yên tâm công tác đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã, phường. Trước thực trạng cán bộ không chuyên trách ở xã, phường trên địa bàn có mức lương rất thấp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng giao các sở ngành liên quan rà soát, nghiên cứu, đề xuất xem xét chế độ chính sách đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã, phường trên địa bàn. Đồng thời tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố kiến nghị Trung ương xem xét điều chỉnh những bất cập trong quy định về chức danh, chế độ chính sách giữa cán bộ không chuyên trách và cán bộ công chức xã, phường để đội ngũ này đảm bảo đời sống, yên tâm công tác. Vào ngày hôm qua, 9 tháng 5, tại thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra buổi lễ công bố cuộc thi Hoa Khôi Nam Bộ năm 2017. Theo ban tổ chức, cuộc thi được triển khai trên phạm vi tất cả các tỉnh, thành phố phía Nam. Vòng chung kết dự kiến tổ chức vào ngày 17 đến ngày 23 tháng 7 tại thành phố Cần Thơ. Đây là cuộc thi lần đầu tiên được tổ chức nhằm góp phần quảng bá du lịch, văn hóa, nghệ thuật, vùng đất Nam Bộ và tìm kiếm vẻ đẹp bình dị, hiền hòa của các thiếu nữ miền Tây sông nước kết hợp với vẻ đẹp hiện đại, năng động của các cô gái vùng đất Đông Nam Bộ hòa nhập phát triển trong thời đại mới. Thưa quý vị, trước sự kiện Thủ tướng đối thoại doanh nghiệp sẽ diễn ra vào ngày 17 tháng 5 tới đây tại Hà Nội, Hiệp hội Du lịch vừa gửi các kiến nghị đến Văn phòng Chính phủ về một số biện pháp hỗ trợ. Theo Hiệp hội, tất cả các địa phương cần điều chỉnh quy định về thời gian vui chơi giải trí ở các khu công cộng, cũng như là các dịch vụ vui chơi giải trí trong cơ sở lưu trú du lịch, cho phép mở tối thiểu đến 2 giờ sáng. Đây là nhu cầu chính đáng của khách du lịch, đồng thời cũng là biện pháp giúp kéo dài thời gian lưu trú và tăng chi tiêu của khách.
Ở một số địa phương, quy định về giờ đón tiếp khách của các dịch vụ vui chơi giải trí như vũ trường, karaoke, quán bar ở các khu vực công cộng trong cơ sở lưu trú du lịch là không được phục vụ khách sau 12 giờ đêm. Hiệp hội du lịch cho rằng điều này đã hạn chế việc kinh doanh của các cơ sở, không đáp ứng được nhu cầu của nhiều khách nước ngoài có múi giờ lệch với Việt Nam. Trước đó, Hà Nội đã cho phép thí điểm các nhà hàng, quán bar thuộc quận Hoàn Kiếm được hoạt động đến 2 giờ sáng trong 3 ngày cuối tuần. Thưa quý vị, đến Quảng Nam, hai địa điểm mà nhiều người muốn ghé thăm là hai di sản văn hóa thế giới, phố cổ Hội An và thánh địa Mỹ Sơn. Cùng với nhiều địa điểm độc đáo khác, vùng đất miền Trung nhiều nắng gió này đang thu hút du khách bốn phương, nhất là khách quốc tế, mang lại giá trị ngày càng cao cho ngành du lịch. Nếu du khách đang có ý định đến thăm nơi này, sẽ có một dịp rất tốt là vào tháng 6 tới đây. Hôm qua tại Hà Nội, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao đã tổ chức thông tin tới báo chí về các hoạt động trong khuôn khổ Festival Di sản Quảng Nam năm 2017 với chủ đề Quảng Nam – Hành trình kết nối di sản. Dự kiến Festival sẽ diễn ra từ ngày 7 tháng 6 đến hết ngày 14 tháng 6. Du khách đến với Quảng Nam dịp này sẽ được tham dự và trải nghiệm các hoạt động như Festival Thuyền Kayak Toàn quốc mở rộng, Festival Diều quốc tế, liên quan ẩm thực quốc tế. Đặc biệt trong Festival năm nay sẽ có Festival Sâm Núi Ngọc Linh và đón nhận thương hiệu quốc gia cho Sâm Núi Ngọc Linh. Dịp này, tỉnh Quảng Nam sẽ miễn phí vé tham quan phố cổ Hội An, khu di tích và du lịch Mỹ Sơn, khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm. Thưa quý vị, vụ tai nạn nghiêm trọng mới đây tại Gia Lai làm 13 người chết, hàng chục người bị thương, đang phủ trùm bóng đen tăng tốc lên rất nhiều gia đình. Chưa biết hành vi của tài xế gây tai nạn vi phạm đến đâu, nhưng rất xót xa khi chính anh cũng là người bị nạn, đang trong tình trạng nguy kịch. Phía sau nhiều nạn nhân lẫn tài xế này là cả một gia đình, là những đứa con thơ dại, phút chốc thành trẻ mồ côi. Chính vì những nỗi đau không thể chỉ đong đo, tính toán bằng con số, hậu quả mà tai nạn giao thông gây ra cho xã hội đang thực sự quá ám ảnh. Nhưng nếu nói về con số, thì theo tổng hợp của Ban An toàn Giao thông Quốc gia, chỉ trong 3 tháng đầu năm, cả nước đã xảy ra hơn 4.800 vụ tai nạn giao thông và làm hơn 2.000 người chết, 1.000 người bị thương. Tai nạn diễn biến phức tạp và liên tục xảy ra các vụ nghiêm trọng. Điều này một lần nữa cho thấy tai nạn giao thông đang là vấn đề nhức nhối của toàn xã hội. Tổng hợp của biên tập viên Ngọc Thưa về vấn đề này, mời quý vị cùng theo dõi. 2.000 người chết vì tai nạn giao thông chỉ trong 3 tháng đầu năm. Đặc biệt, chỉ 4 ngày dịp lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 vừa qua, tai nạn giao thông cướp đi sinh mạng của gần 100 người trong sự bàng hoàng của người thân. Trung bình mỗi ngày có 22 người tử vong do tai nạn xe cộ. Tình trạng này càng nhức nhối hơn khi số người tử vong do tai nạn giao thông cao hơn bất kỳ loại bệnh hiểm nghèo nào. Nhức nhối hơn cả là tai nạn giao thông đường sắt với 43 vụ làm 37 người chết chỉ trong 3 tháng đầu năm nay. Sự gia tăng bất thường của tai nạn đường sắt được xác định do sự tồn tại của hơn 4.000 lối đi dân sinh bất hợp pháp. Trong khi đó, ở đường bộ, tai nạn giao thông cũng nóng không kém với hàng loạt các vụ tai nạn giao thông do sự chủ quan của người tham gia giao thông. Vụ tai nạn ở huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai, sự bất chấp đi ngược chiều và chạy quá tốc độ của tài xế xe điên khiến xe tải đâm trực diện vào xe khách đi chiều ngược lại, khiến cho 13 người vĩnh viễn ra đi và hàng chục người bị thương tật, vẫn còn ám ảnh nhiều người. Theo thống kê của Cục Cảnh sát Giao thông, khoảng 40% số vụ tai nạn giao thông do người tham gia giao thông sử dụng rượu bia. Chẳng hạn, vụ tai nạn tại trạm thu phí cầu Rạch Miễu, tỉnh Bến Tre ngày 19 tháng 10 năm 2016. Đoạn clip ghi lại hình ảnh một nam thanh niên trong trạng thái say xỉn điều khiển xe máy với tốc độ cao. Khi đi qua trạm thu phí thì bất ngờ cho xe chạy vào làn đường dành cho xe ô tô và tông vào thanh chắn ngang của trạm thu phí, không làm chủ được tay lái rồi trượt dài hơn 10 mét. Bên cạnh sự chủ quan và ý thức thì nguyên nhân khách quan do hạ tầng giao thông kém phát triển cũng là nguyên nhân khiến tai nạn giao thông tăng vọt. Với hơn 2.700.000 xe ô tô và gần 45 triệu xe máy, hạ tầng giao thông cả nước đang phải gồng mình gánh chịu sự quá tải trước sự gia tăng của các phương tiện cá nhân.
đối với nguyên nhân gây nguy cơ tai nạn giao thông hàng đầu như rượu bia, cần có các biện pháp quản lý chặt chẽ hơn. Trong đó cấp thiết là tăng cường các biện pháp quản lý nhà nước như kiểm soát sử dụng, thậm chí là áp thuế để giảm sử dụng, hạn chế buôn lậu. Còn Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam, ông Nguyễn Văn Thanh đề xuất cần nâng cấp các tuyến giao thông huyết mạch hay mở thêm các làn xe chạy dành riêng cho các phương tiện kém an toàn như ô tô tải, xe container, xe khách. Bên cạnh thực hiện đồng bộ các giải pháp trên, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình khẳng định tới đây sẽ luật hóa trách nhiệm của lãnh đạo địa phương khi để xảy ra tai nạn giao thông nhiều và nghiêm trọng. Tai nạn giao thông đang là vấn đề nhức nhối, kéo giảm tai nạn giao thông cần có sự chung tay của toàn xã hội. Quan trọng hơn hết là ý thức tự giác tham gia giao thông. Mỗi người hãy lái xe đúng luật vì sự an toàn của chính mình và người khác. Chính thức khởi tố tài xế xe tải gây tai nạn giao thông nghiêm trọng ở Gia Lai làm 13 người chết. Với nhiều tiện ích ban đầu, 23% người dân ở Hà Nội bỏ xe cá nhân sử dụng xe buýt nhanh BRT. United Airlines tiếp tục xảy ra bê bối khi máy bay của hãng đưa hành khách đến sai địa điểm của hành trình. Như đã giới thiệu ở đầu chương trình, phần tin cảnh báo giao thông sẽ được chính thức phát sóng hàng ngày trong tin tức Đông Tây 24 giờ và bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sau 3 ngày kể từ khi vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai làm 13 người chết, theo thông tin mới nhất mà chúng tôi vừa nhận được, trong trưa qua, Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án để điều tra nguyên nhân. Theo Công an tỉnh Gia Lai, bước đầu xét nghiệm, tài xế xe tải Võ Văn Quý, 27 tuổi, quê Bình Định, âm tính với ma túy. Tuy nhiên, cơ quan điều tra đang cho lấy lại mẫu để kiểm tra lần hai. Vợ tài xế Quý khẳng định chồng mình không sử dụng ma túy mà chỉ có hút thuốc lá. Đồng thời, chị cũng gửi lời xin lỗi đến các nạn nhân trong vụ tai nạn. Trước đó, 5 bệnh nhân sức khỏe đã ổn định, đã được xuất viện. Số bệnh nhân còn điều trị đang có dấu hiệu hồi phục tốt. Riêng tài xế xe tải Võ Văn Quý đang trong tình trạng nguy kịch. Trong dịp nghỉ lễ vừa qua, tai nạn giao thông đường bộ tăng ở mức cao. Điều đáng mừng là không có ghi nhận nào về trên đường thủy và đường sắt. Tuy nhiên, ghi nhận mới nhất mà chúng tôi có được, vào khoảng 12 giờ 30 phút trưa ngày hôm qua, tại khu ga Trà Kiệu, Phú Cang, xã Quế Xuân 2, huyện Quế Sơn, Quảng Nam, một chiếc xe tải đang di chuyển và qua đường sắt nhưng lại không có rào chắn nên đã xảy ra va chạm với tàu quả, khiến cho tài xế và lái tàu bị thương phải nhập viện cấp cứu. Chiếc xe tải do tài xế Nguyễn Minh Cẩn, trú xã Bình Tú, huyện Thăng Bình điều khiển khi đang di chuyển qua đường sắt không có rào chắn thì xảy ra va chạm với tàu SE1. Tại hiện trường, chiếc xe tải bị hư hỏng nặng, đầu tàu hỏng được đưa về ga Trà Kiệu để sửa chữa. Nguyên nhân của vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ. Cũng liên quan đến tai nạn đường sắt, chắc quý vị và các bạn vẫn còn nhớ, đây là hiện trường của vụ tai nạn giao thông giữa tàu quả với xe ô tô 7 chỗ tại Bình Định vào ngày 24 tháng 4 vừa qua, làm 4 người chết và 2 người bị thương. Mới đây, Văn phòng Chính phủ đã ban hành văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân, xử lý nghiêm để làm rõ trách nhiệm của cơ quan đơn vị quản lý vị trí đường ngang để xảy ra vụ tai nạn này, đồng thời kiểm tra việc xử lý tình trạng mất an toàn giao thông tại điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt của vụ tai nạn nói trên, báo cáo Thủ tướng trong tháng 5 này. Thưa quý vị và các bạn, gần đây nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra, trong đó đa số vụ việc nguyên nhân thường xuất phát từ các tài xế chỉ vì lơ là và coi thường luật giao thông. Liên quan đến câu chuyện này, Công an tỉnh Tiền Giang đã ra quyết định xử phạt 1 triệu đồng, tạm giữ giấy phép lái xe 2 tháng đối với tài xế xe Phương Trang Nguyễn Hoàng Nam, ngụ tại tỉnh Hậu Giang, về hành vi lái xe ngược chiều. Ngày 4 tháng 5, trên Facebook lan truyền một đoạn clip ghi lại hình ảnh xe khách Phương Trang mang biển số 51B16039 do tài xế Nguyễn Hoàng Nam cầm lái, đã chạy ngược chiều trên quốc lộ 1, đoạn qua thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ, Đường sắt, Công an tỉnh Tiền Giang đã tiến hành xác minh và mời đương sự đến làm việc.
Tại đây, tài xế Nam đã thừa nhận hành vi chạy ngược chiều là nguy hiểm, nhưng do gia đình có chuyện hữu sự nên cần về gấp. Trong khi thời điểm này trên đoạn đường xe đang chạy bị kẹt xe nên có hành vi vi phạm. Mới đây trên địa phận thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, một chiếc xe máy do một cụ ông điều khiển lưu thông trên đường. Khi đến đoạn đối diện công ty phụ tùng Sông Công thì bất ngờ bị xe buýt lưu thông theo chiều ngược lại lấn làn tông trực diện. Cú va chạm khiến cụ ông chạy xe máy tử vong tại chỗ. Về nguyên nhân của vụ tai nạn vừa rồi, theo thông tin ban đầu cho biết thì chiếc xe buýt lưu thông với tốc độ cao, chạy ẩu, lấn làn nên đã tông thẳng vào cụ ông đi xe máy theo chiều ngược lại. Một lần nữa xin được nhắc nhở người tham gia giao thông cần tuân thủ luật, bởi vì cần vi phạm một trong các lỗi trên đều có thể mang lại nhiều hệ lụy đau lòng. Thưa quý vị và các bạn, nhiều người dân ở Hà Nội cho biết trước đây họ thường sử dụng xe máy đi làm, nhưng từ ngày có xe buýt nhanh BRT thì mỗi tháng có thể giảm được 1/3 số tiền so với đi xe máy. Chính vì lẽ đó mà chỉ trong tháng 4 này thì từ đầu đã việc khai thác tuyến xe buýt nhanh BRT Kim Mã Yên Nghĩa đã thu hút được 23% người dân có nhu cầu đi lại trên tuyến từ bỏ xe riêng để sử dụng xe buýt BRT. Đến thời điểm này, tuyến buýt BRT01 Kim Mã bến xe Yên Nghĩa đã vận chuyển hơn 1 triệu lượt hành khách và lượng khách vẫn tiếp tục tăng. Từ khi thu phí, bình quân mỗi chuyến xe buýt BRT vận chuyển được 42,5 hành khách một lượt, hơn 14.400 hành khách một ngày. Những con số đó là minh chứng cho sự tăng trưởng tất yếu của một trong những loại hình vận tải công cộng khối lượng lớn, ưu việt nhất hiện nay tại Hà Nội. Thưa quý vị và các bạn, sau vụ kéo lê hành khách trên máy bay vì không muốn nhường ghế vào phút chót cho phi hành đoàn, lại một vụ bê bối nữa xảy ra đến với hãng hàng không United Airlines, khi mới đây máy bay của hãng này đã đưa hành khách đến sai địa điểm, khiến cho hành khách này phải mất tổng cộng là 28 tiếng cho hành trình thay vì chỉ mất khoảng 7 tiếng đồng hồ. United made a last minute gate change. Ask her if they made the gate change announcement in French. Sự cố hy hữu này đã xảy ra với một nữ hành khách khi bà mua vé máy bay từ thành phố Newark thuộc bang New Jersey của Mỹ đến thủ đô Paris của Pháp. Tuy nhiên, máy bay đã đưa bà thẳng đến thành phố San Francisco thuộc bang California, cách Newark khoảng 4.800 km. Tại đây, hành khách người Pháp này còn phải chờ thêm 11 tiếng mới bắt được chuyến về Paris. Nguyên nhân là hãng hàng không United Airlines đã đổi cổng lên máy bay tại phi trường quốc tế Newark vào phút chót mà không thông báo bằng tiếng Pháp, khiến hành khách này lên nhầm máy bay. Hãng hàng không Mỹ thừa nhận nhầm lẫn, đồng thời hoàn lại tiền vé và tặng quà cho hành khách này. Cuối tuần qua, hàng trăm ngàn người điều khiển phương tiện ở Anh vô cùng bất ngờ và không khỏi lo lắng khi không bao lâu nữa họ sẽ phải đối mặt với các mức phạt tốc độ nặng tại châu Âu theo quy định mới vừa được công bố và mức phạt lên tới hơn 800 đô la Mỹ. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh hàng triệu gia đình Anh đang chuẩn bị khởi hành du lịch vào mùa hè tới các nước châu Âu. Theo quy định mới, chính phủ các nước châu Âu có thể tiếp cận dữ liệu những phương tiện đăng ký sở hữu ở nước ngoài. Tại ít nhất 14 quốc gia châu Âu, trong đó có Pháp, chủ xe có trách nhiệm phải nộp phạt kể cả khi họ không điều khiển phương tiện ở thời điểm vi phạm quy định. Trong khi đó, tại Anh, trách nhiệm nộp phạt thuộc về người điều khiển phương tiện chứ không phải là người đăng ký sở hữu xe. Đồng nghĩa, cảnh sát Anh không thể phạt người điều khiển phương tiện đến từ châu Âu. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin cảnh báo giao thông. Thưa quý vị, khi tiêu dùng hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ bất kỳ, chúng ta đều mong chọn được sản phẩm chất lượng, an toàn và những dịch vụ tiện ích, tiết kiệm nhất. Tuy nhiên, trong thực tế thì nhiều khi không được như chúng ta mong muốn. Người tiêu dùng bị móc túi, bị qua mặt, bị thiệt hại cả kinh tế và thậm chí là sức khỏe và sự an toàn. Cũng như vậy mà bản tin vì người tiêu dùng ra đời, chúng tôi mong muốn cung cấp đến quý vị những thông tin chính xác hữu ích để quý vị tham khảo và có sự lựa chọn đúng đắn nhất khi tiêu dùng hàng hóa, sản phẩm và bảo vệ quyền lợi chính đáng. Và bản tin được phát sóng hàng ngày trong tin tức Đông Tây 24 giờ vào lúc 6 giờ sáng và chuyển động Đông Tây 24 giờ trực tiếp vào lúc 11 giờ trưa. Chào Trúc Hà, hôm nay chúng ta có tin gì đáng chú ý? Kính chào quý vị và các bạn. Trong ngụy trang cần sa, bánh kẹo bề ngoài rất ngon lành là một sản phẩm mà chúng ta cần đề cao cảnh giác hiện nay. Nó rất có hại cho sức khỏe. Chúng ta sẽ có ngay sau khi điểm qua vài thông tin nổi bật.
trùng mình và tránh xa nước muối sinh lý và công nghệ sản xuất bẩn đến không ngờ. Sản xuất tiêu trộn tạp chất, một cơ sở bị phạt nặng. Thưa quý vị, sau bóng cười, nước vui, hiện trên thị trường có loại chất kích thích rất được lòng giới trẻ và có mặt trong các buổi tụ họp tiệc tùng của các dân chơi. Không chỉ có dạng cần sa lá, gần đây bánh cần, kẹo cần cũng rất được lòng khán giả tràn lan trên xã hội và không khó dễ tìm mua. Điều này dấy lên mối lo ngại về những ảnh hưởng của chúng đối với sức khỏe người sử dụng, nhất là giới trẻ, học sinh, sinh viên. Bánh cần có màu nâu sô-cô-la và được đựng trong các túi nhỏ. Còn kẹo cần có nhiều hình dạng hơn với nhiều màu sắc khác nhau. Nhìn thoáng qua thì rất giống những loại kẹo dẻo thường được bán ngoài siêu thị. Với sự ngụy trang này, bánh cần, kẹo cần được bán ngang nhiên, người cần cứ mặc sức mua. Điểm chung là sản phẩm này mang lại cho người ăn cảm giác sảng khoái, thần kinh kích thích, có những rối loạn về trí nhớ, dễ khóc, dễ cười, khó kiểm soát được hành vi, xuất hiện những ảo giác cực kỳ nguy hiểm. Nhằm biến những đống tiêu lép thành những đống tiêu chắc, có màu đen hơn, các gian thương không ngần ngại trộn vào đó các tinh bột màu vàng, trắng và đỏ thẫm không rõ nguồn gốc xuất xứ. Mới đây, hành vi này đã bị công an huyện Bù Gia Mập, Bình Phước phát hiện và xử lý. Đây quả là may mắn, nếu không thì số hạt tiêu bẩn này đã được tung ra thị trường và đến tay người tiêu dùng chúng ta. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Bù Gia Mập ra quyết định phạt vi phạm hành chính đối với ông Lê Đinh Lệ về hành vi sử dụng phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ. Ông Lệ bị phạt 45 triệu đồng. Lực lượng chức năng cũng đã tiêu hủy số tang vật thu giữ trước đó gồm 36 bao bột bắp và hạt tiêu khô đã trộn tạp chất. Tổng trọng lượng số hàng là hơn 1 tấn. Thật đáng lo bởi không biết phải làm sao để phân biệt tiêu sạch và tiêu bẩn phải không thưa quý vị? Nghĩ rằng quý vị cũng có cùng nỗi lo. Trúc Hà đã tìm kiếm và tổng hợp được một vài gợi ý của các doanh nghiệp sản xuất tiêu uy tín, xuất khẩu hiện nay và được chia sẻ cùng quý vị. Đặc điểm chính để nhận diện tiêu đen sạch là khi ngửi, tiêu sạch có vị cay nồng, thơm dễ chịu, hạt đen và rắn chắc, ruột thì có màu xám trắng. Trong khi đó, tiêu trộn tạp chất không có mùi thơm đặc trưng mà có mùi quá chất, hạt không chắc, ít cay nồng. Lời khuyên của các chuyên gia là quý vị nên mua hạt tiêu về xay tại nhà, bởi tiêu xay nhuyễn mà không có nhãn mác thì thường được lợi dụng bởi các chuyên gia trộn tạp chất vào, có nguy cơ gây hại cho sức khỏe người tiêu dùng. Xin chuyển sang thông tin khác. Thưa quý vị, những chai nước muối sinh lý như thế này thông dụng khi chúng ta cần rửa các bộ phận dễ tổn thương như mắt, mũi và tai, nhất là các bà mẹ rất hay dùng cho em bé và trẻ sơ sinh. Tuy nhiên, không phải sản phẩm nào cũng chất lượng và an toàn. Người tiêu dùng cần cảnh giác với những loại muối sinh lý được xuất xứ từ công nghệ bẩn mà chúng tôi thông tin ngay sau đây. Nhân viên làm việc không có bảo hộ nên nhà xưởng bề bộn nước chảy, đất cát, dơ bẩn. Đặc biệt, bồn đựng nước natri chloric thì phèn bám vàng khè. Cạnh đó là thùng chứa cồn lớn. Đây là những gì mà đoàn rà soát của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện khi kiểm tra công ty cổ phần thương nghiệp đồ vật y tế Vĩnh Phúc. Tại đây, hàng ngàn thùng nước muối sinh lý đã đóng thành phẩm xong. Đại diện công ty đã thừa nhận vi phạm. Số sản phẩm vi phạm đã bị đoàn kiểm tra buộc tạm ngưng đưa ra thị trường. Chỉ có một trong số gần 700.000 vụ vi phạm quy định về an toàn thực phẩm bị xử lý hình sự. Đây là kết quả quan sát tối cao của Quốc hội đối với lĩnh vực an toàn thực phẩm giai đoạn 2011-2016. Nguyên nhân của con số đáng chú ý này là do quy định về chế tài xử phạt đối với hành vi vi phạm kiểu này chưa thật sự rõ ràng, khiến lực lượng chức năng còn nhiều lúng túng trong đấu tranh, xử lý. Theo quy định hiện nay, để xử lý hình sự thì hành vi vi phạm phải gây hậu quả nghiêm trọng cho người sử dụng. Và như thế nào được coi là nghiêm trọng thì lại chưa được quy định rõ. Hiện nhiều góp ý quy định chế tài đối với tội phạm vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm theo hướng phải truy cứu trách nhiệm hình sự nếu đã bị xử phạt hành chính nhưng vẫn tái phạm, sử dụng chất cấm thu lợi bất chính trên 20 triệu đồng hoặc gây tổn hại sức khỏe cho người sử dụng 31% trở lên,
xử phạt hành chính cao nhất đến 500 triệu đồng và phạt tù tới 20 năm. Kiến nghị này sẽ được Quốc hội xem xét trong thời gian tới. Nhiều chế tài nặng hơn đang dần đưa vào áp dụng để hạn chế tình trạng thực phẩm bẩn. Nếu các chính sách này đủ sức răn đe, giáo dục những người sản xuất kinh doanh vi phạm, vì người tiêu dùng chúng ta mới có hy vọng được ăn sạch, uống sạch để đảm bảo sức khỏe của mình. Bản tin vì người tiêu dùng hôm nay tạm dừng, rất mong được quý vị quan tâm theo dõi trong mỗi kỳ phát sóng. Cảm ơn chị Trúc Hà. Và bây giờ, chương trình xin được tiếp tục với chương mục Địa chỉ xanh. Thưa quý vị, trong dân gian ta từ lâu đã xem chanh đào kết hợp với mật ong là bài thuốc quý nên được nhiều người lận lưng dùng trong việc trị bệnh ho, viêm họng và nhất là thanh lọc cơ thể hay giảm cân. Thế nhưng chanh đào thường có vào tháng 8, tháng 9 trong năm và chỉ tập trung duy nhất ở miền Bắc. Bởi vậy, muốn có những trái chanh đào căng mọng là chuyện không hề dễ dàng đối với những người ở miền Nam. Thế nhưng nỗi lo lắng của chị Hồng Thức cũng như là quý khán giả sẽ được giải quyết khi một năm nay tại thành phố Cần Thơ đã xuất hiện một cơ sở chuyên sản xuất chanh đào mật ong với cách chế biến cùng những con người đặc biệt. Ghi nhận của phóng viên Thu Thảo của tin tức Đông Tây 24 giờ. Cơ sở sản xuất chanh đào mật ong Sao Việt tọa lạc tại số 6D, khu dân cư 3A, khu vực 5, phường An Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ là mô hình kinh doanh đầu tiên của người khuyết tật cho thấy hiệu quả mang lại khá tốt. Nhờ vào khâu sản xuất sạch và tuân thủ theo quy trình khép kín từ những vật dụng như giá, thau, đũa, keo đều được tiệt trùng bằng nước nóng rồi mới đưa vào sử dụng. Tiếp đến là các khâu rửa chanh, sắc miếng, xếp vào keo thủy tinh đều được làm bằng thủ công và có sự che chắn cẩn thận. Ngoài ra, còn có sự kết hợp của đường phèn, mật ong. Tất cả được đậy kín trong môi trường yếm khí suốt 3 tháng lên men sẽ cho ra sản phẩm dung dịch uống chanh đào mật ong chua ngọt, thơm ngon. Dạ thưa chị, thì chanh đào thường thì chỉ có ở miền Bắc. Ở miền Nam của mình hầu như là không có. Như vậy thì chị làm như thế nào để có được cái nguyên liệu đó để mà sản xuất hả chị? Tụi chị đi săn lùng ở một cái vùng gọi là vùng chanh sạch ở ngoài Hà Nội, ở ngoài Chương Mỹ Hà Nội em, để mà tụi chị mua. Tại vì chanh thì người ta thường là phải trồng, phải xịt thuốc rất là nhiều. Nhưng mà cái ở đây á, thì chị tới cái nhà vườn luôn, chị đã xem là người ta dùng những cái loại mà đuổi côn trùng, người ta để những cái gốc á, dưới những cái gốc á, để cho chanh không có bị những cái con côn trùng đó nó tấn công. Cho nên là cái vườn đó, ở cái khu đó người ta được mệnh danh là cái vườn trồng chanh sạch. Chị có cách sản xuất như thế nào mà để nó giữ được cái hương vị của chanh đào hả chị? Khi mà cái chỗ nhà vườn mà tụi chị lấy chanh á, họ cam kết với tụi chị là sau khi mà họ cắt chanh xong á, họ đóng gói và họ vận chuyển ngay trong ngày đó cho chị. Thì ngày hôm sau là tụi chị nhận được rồi. Thì khi mà tụi chị nhận được là tụi chị sẽ sắp xếp để mà xử lý chanh trong ngày đó và xử lý và sản xuất ngay trong ngày đó để cho chanh của mình nó không có bị mất đi cái chất lượng. Đây là hũ chanh đào đã thành phẩm và có khối lượng là 600g với giá bán là 140.000. Ngoài ra thì nhóm còn thiết kế hũ có khối lượng là 250g có giá bán là 70.000 và hũ có khối lượng là 1kg có giá bán là 250.000. Chúng tôi có ý định là sẽ cải tiến cái mẫu mã của cái bao bì sản phẩm, là chúng tôi sẽ chuyển sang cái dạng bao bì túi tiện lợi đó. Thì khi mà khách hàng mua về thì khách hàng chỉ việc cắt cái túi đó ra và đổ cái sản phẩm vô cái keo cái hũ ở nhà mình thôi. Với chất lượng như vậy nên sản phẩm chanh đào mật ong vinh dự lọt vào top 10 ý tưởng khởi nghiệp do dự án Simva thuộc chương trình đối tác đổi mới sáng tạo Việt Nam Phần Lan tổ chức cho năm 2016. Hiện nay việc mua bán sản phẩm chủ yếu được trao đổi trực tuyến thông qua trang web thực phẩm tốt cho sức khỏe.vn hay số điện thoại 0979 660 079, 0939 383 182 hoặc Facebook chanh đào mật ong Vista. Thông qua những phương tiện này thì người mua sẽ được giao hàng tận nơi. Những tin tức thế giới chuyển động hôm nay: nước Nga long trọng kỷ niệm 72 năm ngày chiến thắng trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại. Facebook cảnh báo nguy cơ tin giả trước bầu cử Anh. Dược Fitbit Apple trở thành nhà sản xuất smartwatch số 1 trên thế giới.
xin chào anh Minh Thiện. Có lẽ sự kiện ở Nga kỷ niệm ngày chiến thắng về cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại là sự kiện thu hút được nhiều sự quan tâm của dư luận quốc tế trong ngày hôm qua, phải không anh? Dạ, đúng vậy đó chị Ngọc Mai. Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 72 năm ngày chiến thắng trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại 9 tháng 5 năm 1945, 9 tháng 5 năm 2017, trên toàn nước Nga đã long trọng diễn ra hàng loạt hoạt động tưởng niệm, trong đó đáng chú ý là cuộc diễu binh trên quảng trường đỏ tại thủ đô Moscow. Phát biểu tại buổi lễ, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã một lần nữa khẳng định ý nghĩa của chiến thắng vĩ đại của nhân dân Xô Viết, cũng như nhắc lại những bài học đáng nhớ của cuộc chiến. Đã thành truyền thống, hoạt động kỷ niệm bắt đầu bằng việc đặt hoa tại các tượng đài và bia tưởng niệm. Hơn 28 thành phố trên toàn nước Nga đều tổ chức diễu binh. Tuy nhiên, sự kiện trung tâm của loạt hoạt động kỷ niệm ngày chiến thắng chính là cuộc diễu binh trên quảng trường đỏ tại Moscow với hơn 10.000 binh sĩ, 114 đơn vị vũ khí và các thiết bị quân sự tối tân nhất được huy động. Chúng ta phải ghi nhớ rằng, để có được chiến thắng vĩ đại này, nước Nga đã phải trải qua vô vàn mất mát không thể bù đắp được. Chiến tranh đã cướp đi sinh mạng hàng triệu người. Thảm kịch này đã không được ngăn chặn trước hết bởi sự ngầm chấp nhận hệ tư tưởng chủng tộc siêu Việt và bởi sự bất đồng giữa các cường quốc. Một trong những điểm nhấn của cuộc diễu binh hôm nay là việc Nga cho ra mắt hệ thống phòng thủ tên lửa mới mang tên Storm and Panther SA của hạm đội Baltic và lực lượng Bắc Cực. Cùng ngày, hoạt động kỷ niệm ngày chiến thắng còn diễn ra trọng thể tại các nước Cộng hòa thuộc Liên Xô trước đây, cũng như tại nhiều nước trên thế giới. Nhớ hồi tháng 3 vừa qua, một vụ nổ pháo hoa tại thành phố Tultepec, Mexico đã khiến 3 người phải bỏ mạng và làm 15 người khác bị thương. Mới đây nhất, có ít nhất 12 người thiệt mạng và hơn 30 người khác bị thương trong một vụ nổ tại một ngôi nhà chứa vật liệu làm pháo hoa tại khu dân cư San Isidro, quận Chinchantla, miền trung nước này. Lực lượng y tế và cứu hộ đã huy động 12 xe cấp cứu và nhiều xe cứu hỏa để vận chuyển nạn nhân và dập tắt đám cháy do vụ nổ gây ra. Theo điều tra ban đầu, ngôi nhà xảy ra sự cố vốn được sử dụng làm kho chứa vật liệu pháo hoa chuẩn bị cho lễ hội giáo xứ vào ngày 15 tháng 5 tới. Nguyên nhân được xác định là do một nhóm người tại kho làm rơi một quả pháo hoa trong khi đang sắp xếp lại số vật liệu trên. Cùng ngày, tại Thái Lan, ít nhất 42 người bị thương, trong đó có 2 người đang trong tình trạng nguy kịch trong các vụ tấn công xảy ra bên ngoài một siêu thị ở thành phố Pattani, miền nam nước này. Theo cảnh sát, đây là vụ tấn công có quy mô lớn nhất xảy ra tại đây trong nhiều tháng qua. Hiện chưa có tổ chức nào nhận gây ra vụ tấn công này, song cảnh sát nghi ngờ lực lượng nổi dậy tại miền nam Thái Lan chính là thủ phạm. Tại Indonesia, hàng loạt cuộc biểu tình với hàng trăm ngàn tín đồ Hồi giáo tham gia đã nổ ra tại thủ đô Jakarta trong suốt 6 tháng qua nhằm phản đối thị trưởng Purnama vì những tuyên bố chỉ trích Kinh Koran trong quá trình vận động tái tranh cử của ông. Mới đây, một tòa án ở xứ sở dạng đảo đã tuyên phạt 2 năm tù giam cho những phát ngôn của vị thị trưởng đương nhiệm này. Chánh án tòa án này khẳng định các bằng chứng chống lại ông Purnama đã cấu thành tội danh hình sự về bán bổ tôn giáo. Và cho vậy, bị cáo đã bị kết án 2 năm tù giam. Mức án trên là nặng hơn so với dự kiến, do trước đó, phía công tố chỉ đề nghị mức án 1 năm tù treo với cáo buộc có phát ngôn gây thù hận. Theo luật pháp Indonesia, mức án tối đa cho tội danh này là 4 năm tù giam và 5 năm với tội danh bán bổ tôn giáo. Ông Purnama tuyên bố sẽ kháng cáo lên tòa án cấp cao. Thưa quý vị, vừa qua, Facebook đã đưa ra một chiến dịch quảng cáo để cảnh báo người sử dụng trước sự nguy hiểm của tin tức giả mạo trước thềm cuộc bầu cử ngày 8 tháng 6 tới tại Anh. Trang mạng xã hội khổng lồ này đã chịu nhiều áp lực trong việc ngăn chặn các tin tức giả mạo, vốn bị coi là một trong các yếu tố ảnh hưởng đến cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016, khi nhiều câu chuyện không chính xác được chia sẻ rộng rãi trên trang mạng này và các dịch vụ mạng xã hội khác. Trước cuộc bầu cử quốc hội tại Anh ngày 8 tháng 6 tới đây, Facebook kêu gọi người sử dụng nước này thận trọng với các tiêu đề đáng nghi và kiểm tra các nguồn khác trước khi chia sẻ tin tức không đáng tin cậy. Tin tức giả mạo là vấn đề mới nổi lên và chúng tôi đang tìm các giải pháp loại bỏ và khắc phục. Giám đốc chính sách của Facebook cho biết họ đã phát triển những phương thức mới để xác định và loại bỏ các tài khoản giả mạo có thể lan truyền những tin tức sai lệch cũng như thư rác thương mại hoặc chính trị. Hàng chục ngàn tài khoản giả mạo tại Anh đã bị xóa sau khi Facebook phân tích cách thức đăng tải tin tức như kiểm tra một nội dung được đăng tải lặp lại nhiều lần.
Trong cuộc bầu cử sắp tới, chắc chắn nhiều người sẽ thảo luận về nó thông qua Facebook. Trước bối cảnh đó, những thông tin người dùng nhìn thấy và tương tác thường xuyên sẽ tác động đến quyết định của cử tri. Đó là lý do Facebook đã trở thành một diễn đàn quan trọng tác động đến kết quả bầu cử Anh. Facebook đã chặn 30.000 tài khoản ở Pháp trước cuộc bầu cử tổng thống đầu tháng trước và sử dụng các nguồn xác thực tin tức bên ngoài. Mạng xã hội lớn nhất thế giới cũng đã từng có bài viết trên tất cả các báo in của Đức để hướng dẫn độc giả về cách phát hiện tin giả. Không những luôn đứng trong top đầu về khoản kinh doanh các dòng smartphone cao cấp, Apple của CEO Tim Cook mới đây còn đánh bại công ty hàng đầu về sản xuất smartwatch và thiết bị đeo theo dõi sức khỏe Fitbit để trở thành ông vua mới của ngành sản xuất thiết bị đeo thông minh. The Apple Watch is a beautifully refined piece of hardware. Báo cáo mới nhất cho thấy doanh số của Apple Watch đang tăng trưởng thần tốc từ mức 12% lên gần 16% trong một năm qua. Hãng này ước tính Apple đã bán được 3 triệu 500.000 smartwatch trong quý 1 năm nay, so với mức 2 triệu 200.000 máy một năm trước đó. Trong khi Apple dựng lên, hai ông lớn trước đó là Fitbit và Xiaomi đều sụt giảm mạnh mẽ. Từ chỗ chiếm hơn 1/5 thị phần, cả Xiaomi và Fitbit hiện chỉ còn chiếm lần lượt là 15% và 13%. Với một bộ dụng cụ nhỏ, đơn giản và giá không hề đắt, bạn sẽ khiến cho logo trái táo trên chiếc iPhone trở nên huyền ảo. Người dùng có thể mua bộ dụng cụ này ở trang The Unlock. Giá của cả bộ là $30 cho iPhone 7 và $33 cho iPhone 7 Plus. Tuy nhiên, chuyên gia trang này cảnh báo, việc sử dụng bộ dụng cụ này làm mất hiệu lực bảo hành. Vì thế, bạn đừng mong đợi Apple sẽ sửa iPhone 7 cho bạn nếu chẳng may nó có vấn đề gì. Đồng thời cũng nhấn mạnh thêm, việc trái táo phát sáng cũng ảnh hưởng đến khả năng chống nước của thiết bị, dù khả năng này là khá ít. Với câu hỏi liệu bộ dụng cụ có ảnh hưởng đến pin, câu trả lời là The Unlock đã thử nghiệm và chưa thấy ảnh hưởng gì nhiều. Tuy nhiên, kết quả có thể khác nếu bạn thử trên máy của chính mình. Thưa quý vị, bây giờ tôi xin dừng lời để anh Tuấn Anh tiếp tục mang đến cho quý vị những tin tức thể thao mới nhất. Lượt về bán kết Champions League diễn ra rạng sáng nay, kịch bản cũ được lặp lại, Juventus giành vé chơi trận chung kết Champions League. Kỳ lạ, trọng tài chính rút thẻ đỏ phạt trọng tài biên. Không gặp nhiều khó khăn, Andy Murray dễ dàng ghi tên vào vòng 3 Madrid Open. Thưa quý vị, Juventus có lợi thế quá lớn khi đón tiếp Monaco trên sân nhà khi có hai bàn dẫn trước ở trận lượt đi. Nhiệm vụ của nhà đương kim vô địch Italia trở nên khá là dễ dàng khi chỉ cần không thua là đã có vé đi tiếp. Đối với một đội bóng chưa từng thua trên sân nhà trong năm 2017, xem ra quá khó để Monaco có hy vọng lật ngược thế cờ để giành vé vào chơi trận chung kết trong clip năm nay. Trên sân Juventus Arena, kịch bản khá giống như trận lượt đi, Monaco là đội khởi đầu tốt hơn. Có điều sau hơn nửa giờ bóng lăn, bàn mở tỷ số trận đấu lại thuộc về Juventus. Daniel Alves ký tạo, còn người ghi bàn là tiền đạo Mandzukic. Trước khi hiệp 1 khép lại, cũng là hậu vệ người Brazil Alves bằng cú vuốt bóng đẹp mắt nâng tỷ số lên 2-0, là người chấm dứt mọi nỗ lực của Monaco. Điều an ủi duy nhất của đội bóng nước Pháp trong trận này là họ đã trở thành đội đầu tiên chọc thủng lưới thủ thành Buffon sau hơn 600 phút. Thắng 2-1 ở trận lượt về và chung cuộc 4-1 sau hai lượt trận, Juventus chính thức giành vé đầu tiên vào chơi trận chung kết ở Cardiff vào ngày 4 tháng 6 sắp tới. Thưa quý vị, cuối tháng 3, cơn lốc màu da cam đội tuyển Hà Lan đã chính thức sa thải huấn luyện viên Danny Blind vì những kết quả tồi tệ. Sau hơn một tháng tìm kiếm thì tối qua, đội tuyển Hà Lan đã chính thức bổ nhiệm huấn luyện viên mới với cái tên rất quen thuộc, Dick Advocaat. Đây là lần thứ ba huấn luyện viên Dick Advocaat ngồi trên ghế nóng dẫn dắt đội tuyển Hà Lan. Trong quá khứ, vị huấn luyện viên 69 tuổi này cũng đã từng hai lần dẫn dắt đội tuyển có biệt danh là cơn lốc màu da cam. Lần đầu tiên là từ năm 1992 tới 1994 và sau đó là từ năm 2002 tới năm 2004. Thành tích tốt nhất của ông là đưa Hà Lan lọt vào bán kết World Cup 1994 và bán kết Euro 2004. Dẫn dắt đội tuyển Hà Lan, Advocaat đã trở thành huấn luyện viên lớn tuổi nhất từng dẫn dắt cơn lốc màu da cam. Vào tháng 9 tới, Advocaat sẽ chính thức bước sang tuổi 70. Hiện tại, khó khăn đang chờ đón ban huấn luyện mới khi đội tuyển Hà Lan thi đấu không tốt ở vòng loại World Cup 2018.
Ở bảng A, đội tuyển Lóc Cam xếp thứ tư với chỉ 7 điểm và đứng trước nguy cơ không thể góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Chị Ngọc Mai này, chị có thấy điều gì thú vị ở tấm hình này hay không? Ở tấm hình này thì Ngọc Mai có một thắc mắc là tại sao vị trọng tài chính lại rút thẻ đỏ với vị trọng tài biên cầm cờ mà không phải là cầu thủ hả Tuấn Anh? Vâng, đúng vậy. Thưa quý vị, trọng tài chính không rút thẻ đỏ phạt cầu thủ mà phạt vị trọng tài biên. Muốn biết tại sao là như vậy, Tuấn Anh xin mời chị Ngọc Mai và quý khán giả cùng theo dõi ngay sau đây. Tình huống hy hữu xảy ra trong khuôn khổ loạt trận play-off tranh suất trụ hạng giữa Kilmarnock và Dundee tại giải vô địch quốc gia Scotland. Đội chủ nhà Kilmarnock được hưởng một quả phạt góc bên cánh trái. Vị trọng tài biên có tên là Andrew McWilliam không biết bị ốm hay vì lý do gì khác, có biểu hiện đau bụng và nôn ngay trên sân. Ngay lập tức, trọng tài chính Greg Thompson lại gần hỏi thăm đồng nghiệp. Sau đó, trọng tài Greg trêu đồng nghiệp bằng cách vừa cười vừa rút thẻ đỏ. Chiếc thẻ đỏ giúp cầu thủ hai đội và khán giả có trận cười sảng khoái. Thể thao Đông Tây sáng nay tiếp tục với các thông tin về quần vợt. Tối qua, vòng 2 giải quần vợt Madrid Open tiếp tục diễn ra nhiều trận đấu. Theo dự kiến thì Nadal và Murray sẽ cùng ra quân. Tuy nhiên, do bò tót Tây Ban Nha gặp phải vấn đề về sức khỏe, nên anh đã xin ban tổ chức lùi lại một ngày để nghỉ ngơi. Nadal không thi đấu khiến cho tất cả mọi sự chú ý được dồn cả vào Murray, hạt giống số 1 của giải. Đối thủ của Murray ở vòng 2 là Marius Copil, tay vợt người Romania. Trong set đầu tiên, Murray gặp nhiều khó khăn trước lối đánh kiên cường của Copil, nhưng vẫn giành được game bản lề để thắng 6-4. Giải mã được nút thắt, Murray dễ dàng khép lại trận đấu sau 2 set với thắng lợi 6-3 ở set 2. Đối thủ tiếp theo của tay vợt số 1 thế giới sẽ là tay vợt thắng trong cặp đấu giữa Boma Koric và Pierre Herbert. Thưa quý vị, mọi sự chú ý của người hâm mộ bóng đá nước nhà trong ngày hôm nay sẽ được dồn vào đội tuyển U20 Việt Nam khi đội bóng trẻ của chúng ta gặp U20 Argentina trong trận giao hữu trên sân Thống Nhất. Trước trận đấu này diễn ra, trong buổi chiều hôm qua 9 tháng 5 thì cả hai đội U20 Việt Nam và Argentina đều đã có buổi tập làm quen sân. Về phần đội tuyển U20 Việt Nam, ngoại trừ trường hợp của cầu thủ Đàm Văn Hậu phải tập riêng cùng huấn luyện viên thể lực Martin Forkel, các cầu thủ còn lại đều trong trạng thái thể lực tốt. Sau khi có bài khởi động nhẹ với trái bóng, toàn đội chia thành hai đội hình đá nửa sân. Ở bài tập này, các cầu thủ được yêu cầu đá ít chạm với tần suất di chuyển liên tục. Nhìn chung, buổi tập diễn ra trong không khí vui vẻ, khối lượng vận động trong buổi tập cũng không nhiều. Điều này đảm bảo thể lực và tránh những chấn thương không đáng có. Diễn ra ngay sau đó, vào lúc 19 giờ, đội tuyển U20 Argentina cũng có buổi tập làm quen sân Thống Nhất. Các cầu thủ trẻ của Argentina tỏ ra thoải mái trong buổi tập này và dành đa phần thời gian hơn 1 tiếng đồng hồ để khởi động. Cùng với đó là những bài tập làm quen cảm giác bóng và tập các tình huống bóng cố định mà không tập chiến thuật. Trận giao hữu rất được chờ đợi giữa U20 Việt Nam và U20 Argentina sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ tối nay trên sân vận động Thống Nhất và sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV6. Thông tin này cũng đã khép lại phần tin thể thao Đông Tây sáng nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Những thông tin thể thao nóng và hấp dẫn sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật và chuyển đến quý khán giả trong Chuyển động Đông Tây 24 giờ vào lúc 11 giờ trưa nay. Còn bây giờ, chúng ta sẽ đến với những thông tin dự báo thời tiết trong ngày. Thưa quý vị, thời tiết Nam Bộ trong những ngày tới sẽ bị chi phối bởi rãnh áp thấp nằm trên vùng Nam Biển Đông đang có xu hướng dịch về phía đất liền. Đây cũng chính là yếu tố gây mưa cho cả hai khu vực miền Nam trong những ngày qua. Trong hôm nay, mưa vừa mưa to sẽ xuất hiện trên khoảng 1/2 diện tích khu vực, tập trung ở các tỉnh giang biên giới, vùng bán đảo Cà Mau và khu vực Cần Thơ Hậu Giang. Mưa chủ yếu đến từ chiều tối nên từ sáng đến trưa vẫn có khoảng thời gian trời hửng nắng nhẹ, nhiệt độ mát mẻ, dao động từ 25 cho đến 32 độ. Ngoại trừ nguy cơ mưa lớn ngập nhiều tuyến đường, quý vị hết sức lưu ý vì những hiện tượng dông sét, gió giật mạnh hoàn toàn có thể xảy ra. Và trong hôm qua, tại Kiên Giang và Cần Thơ ghi nhận có gió giật cấp 6, cấp 7 rất nguy hiểm. Vì vậy, trong những ngày sắp tới, quý vị cần lưu ý gia cố mái tôn và các hộp đèn quảng cáo. Khi trời bắt đầu mưa dông thì nên tìm nơi tránh trú và lựa chọn những tuyến đường ít cây xanh để di chuyển nhằm đảm bảo an toàn. Vừa rồi là những thông tin thời tiết đáng chú ý trong ngày. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Tin tức Đông Tây 24 giờ hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị đã xem và nhiệt tình đóng góp cho chương trình trong suốt thời gian qua.
Chúng tôi rất mong quý vị tiếp tục theo dõi chương trình này cũng như đón xem Chuyển động Đông Tây 24 giờ sẽ lên sóng lần đầu tiên vào lúc 11 giờ trưa nay 10 tháng 5. Đây là chương trình mới được thực hiện trực tiếp mỗi ngày trên kênh HGTV.